Bộ cây xúc xích này ra thì tao thấy con của mày sau này sẽ được tuyển thẳng vào mẫu giáo, đúng nhận sai cấm cãi. Dạ công nhận, con xin tiếp đi. Bộ phát miếng nữa thì tao thấy có tao ở đây thì mày không có đứng nhắc được, đúng nhận sai cấm cãi. Ê, tụi bay đang làm gì đó? Tao đang xem bói á. Xem cho tao đi, tao cũng xem nữa. Tụi bay im lặng xếp hàng đi, để cô coi cho. Mày xem giúp tao, đường học vấn năm nay của tao sẽ như thế nào đi. Bộ cây xúc xích này ra thì tao thấy dù thi như thế nào đi nữa thì mày vẫn nằm bình vẫn ở top 45, đúng nhận sai công cãi. Nhưng cái miệng cứ cãi lem lẽ lem lẽ mà, tất chút tất cho đời sau đi mấy anh chị ơi. Ý tao nói là cây xúc xích mày xem cho tao là của mắt cha mà. À, cây này cô trồng được các cây à, nửa khúc trên của mày, nửa khúc dưới của nó. Đánh tao, đánh tao. Lại đây cô xem cho, ưu ái nhé. Trời, bầm đen à. Bộ quả chuối này ra thì cô thấy trong hôm nay con sẽ bị tác động vật lý. Có cách nào hóa giải không cô? Cách thì có đó, nhưng mà... Dạ em gửi cô chút lòng thành. Ý, lúc nãy cô xem lộn, nửa quả dưới này là của bà cô chủ nhiệm lớp mình nè. Cái miệng bà nghiệp lắm, bị tác động vật lý là đúng rồi. Nửa quả trang này mới là của mày nè. Tôi cãi, cô đã bảo cấm cãi rồi mà. Bẻ quả chuối này ra thì cô thấy cái trái chuối bầm đen này là của em nè. Trong hôm nay em sẽ bị tác động vật lý. Cô xem đúng lắm. Cô à, cô xem chuẩn như vậy hay là cô cũng xem cho em đi.